Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 5 sẽ giúp cho quý vị nắm được vận mệnh của mình là tốt hay xấu. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Nhâm Dần trong tháng 5 sẽ chỉ rõ cho quý vị những bước đi chính xác trong tháng 5. Trong phần luận giải về tử vi sẽ giúp phân tích về bốn phương diện chính, đó chính là tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Để có được điều này, thầy Gia Cát cùng với các bậc thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã phải phân tích về sao hạn cũng như là những yếu tố thiên địa, nhân ảnh hưởng trực tiếp đến lá số tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Qua đó, giúp quý vị nắm được thiên cơ để biết cách phòng tránh và đồng thời thầy cũng chỉ ra cho quý vị những phương pháp hóa giải hết sức hiệu quả, giúp con đường tiền tài của tất cả quý vị được hành thông thuận lợi trong tháng 5 âm lịch này. Trong phần luận giải tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 ngày hôm nay sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận trình của mình. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe và theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh Kim Bạch Kim, là người yêu thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính do dự và không quyết đoán, bốc đồng song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ được việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, mà chơi thì ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Trong tháng 5 âm lịch năm 2022, người tuổi Dần sinh năm 1962 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng, nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng và nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ nên chăm chỉ, tập thể dục thể thao và có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ. Hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ, tâm sự với mình. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Dần nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, nếu vẫn còn đang làm việc, công việc gặp nhiều trở ngại, khó đạt được thành quả như mong muốn. Khó khăn thường đến rất bất ngờ khiến bạn loay hoay tìm cách xoay sở, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Có điều tiểu nhân quấy phá, cạnh tranh tăng lên, dẫn đến đấu đá hoặc loại trừ nội bộ. Mối quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc, dễ dàng phạm thị phi và tranh chấp. Vì thế làm gì cũng cần phải có phương án dự phòng, chú ý cách cư xử của mình để tránh bị phá hoại dẫn đến thất bại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng này, hung thần mang theo điềm báo thất thoát tiền bạc, hao tài, tốn của khá nhiều. Đa phần tuổi Nhâm Dần phải chi tiêu nhiều cho gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè, chứ bản thân mình thì lại hầu như không có. Ngoài ra, họa thị phi đeo bám cũng hao tốn của bạn một khoản không nhỏ. Tháng này cũng thích hợp để tham gia vào các dự án bất động sản, không nên mua nhà hoặc đầu tư vào thời điểm này. Nguy cơ mất tiền là rất lớn.
cần chú ý sắp xếp thỏa đáng chuyện tiền bạc, bởi kiếm tiền thì khó, tiêu tiền lại rất dễ. Ở độ tuổi này không có nhiều sự lựa chọn nên lấy tích lũy làm trọng. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của mọi người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì tốt nhất hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Nhâm Dần tháng này có nhiều điểm hết sức lưu ý. Dễ thấy nhất là có nhiều thời điểm trong tháng gia chủ dễ đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt. Dễ gặp phải nhất là các vấn đề về đường tiêu hóa, tổn thương mô cơ, bệnh tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra cũng nên đề phòng một số chấn thương tai nạn do tác động từ bên ngoài và tốt hơn nên đi đứng cẩn thận, tránh làm việc quá mức. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Các quý vị gia chủ Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong tháng này của gia chủ gặp nhiều bấp bênh, sóng gió, gia đạo bất ổn, vợ chồng thường xảy ra tranh cãi vì những vấn đề lớn nhỏ khiến cho không khí gia đình nặng nề, ảnh hưởng tâm lý con cháu. Nữ mệnh có phần cố chấp hơn, nhiều trường hợp còn là bên gây hấn với nửa kia vì sự cực đoan và áp đặt của mình. Cần học cách mềm mỏng, bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị
có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Nhâm Dần 1962 trong tháng 5 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những video mới nhất của kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.